Cờ tướng Tinh Hoa được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online, luôn đi trong đam mê cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về ván đánh rất hay của danh thủ Trịnh Duy Đồng cầm bên đỏ đi tiên và Tiểu Nhân Tạ Tĩnh. Đây là ván đấu đánh trong khuôn khổ trận tứ kết của giải cờ tướng Tượng Kỳ Thánh Chiến Hoa Mộc Bôi năm 2021. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Và sau vườn cờ xe 7-2 đến từ bên tiên của danh thủ Trịnh Duy Đồng thì bên đen trong thực chiến Tạ Tĩnh anh đã buông cờ xin thua khi cảm thấy đường tấn công của bên đỏ là quá mạnh trong bối cảnh như vậy. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên để trong trận tứ kết của giải cờ tướng Tượng Kỳ Thánh Chiến Hoa Mộc Bôi năm 2021. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.